Hello, xin chào các bạn lại đến với video của Chi ngày hôm nay. Và vì sao saffron hay còn gọi là nhị hoa ngày Tây có nhiều công dụng và nhiều cái lợi ích tốt cho sức khỏe của người sử dụng, được y học cổ truyền và y học hiện đại có rất là nhiều cái nghiên cứu về điều này. Cả nhà cùng Chi đi tìm hiểu nhé. Không phải tự nhiên là người ta đưa ra saffron có nhiều cái công dụng tuyệt vời cho sức khỏe cũng như là sắc đẹp như vậy đâu cả nhà. Cũng chính là vì trong saffron có đến 150 cái dược chất và các vitamin, các khoáng chất tốt cho sức khỏe, trong đó điển hình là 5 cái hợp chất rất là nổi bật được kể đến như sau. Thứ nhất là rosin, dược chất đầu tiên được kể đến là rosin. Rosin là hợp chất tạo nên cái màu đỏ đặc trưng, đỏ tươi của nhị hoa ngày Tây. Rosin vừa là chất chống oxy hóa, vừa là một chất chống viêm rất là mạnh mẽ, cho nên nó đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo nên những cái tác dụng dược lý của saffron. Và hiện nay khi người ta đánh giá cái chất lượng của saffron nhị hoa ngày Tây thì người ta quan tâm đến cái hàm lượng rosin có trong saffron. Những cái dòng saffron mà có dưỡng chất vượt dược trội hiệu quả càng nhanh chóng thì nó có cái hàm lượng rosin càng cao. Và các bạn cứ để ý đi, khi mà các bạn sử dụng saffron một khoảng thời gian dài mà chúng ta nhìn thấy cái sợi saffron bị ẩm, bị ngã màu và không còn giữ được cái màu sắc như ban đầu nữa thì đồng nghĩa với việc là chất lượng của cái sợi nhụy đó nó cũng đã bị giảm đi rồi đó cả nhà. Tế bào và cơ thể của con người chúng ta trở nên lão hóa, già và yếu đi bởi những cái tác động từ những cái chất oxy hóa. Nhụy hoa ngày Tây nhờ cái hàm lượng rosin cao, nó giúp chống lại cái sự lão hóa và các cái gốc tự do gây hại cho cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống ung thư nhờ kích thích sản sinh tế bào lympho, đồng thời hỗ trợ ức chế các cái tế bào ung thư mà không ảnh hưởng đến những cái tế bào khỏe mạnh khác. Hợp chất thứ hai được kể đến là saffronan. Saffronan là chất rất là dễ bay hơi, tạo nên cái mùi hương thảo mộc cỏ khô của nhị hoa ngày Tây. Saffronan có tác động tới cái việc làm giảm cái chứng mất ngủ cũng như là ngăn ngừa các cái cơn đau thần kinh, và cái cơ chế của nó là tác động chống viêm, chống oxy hóa, ngăn ngừa suy giảm nhận thức do căng thẳng mãn tính. Hợp chất thứ ba là picrocrosin. Picrocrosin là chất chính tạo nên cái vị của nhị hoa ngày Tây. Khi mà chúng ta nhai trực tiếp một cái sợi nhị hoa ngày Tây ở đầu lưỡi, chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị đắng đặc trưng. Và khi pha vào nước thì nó có cái vị thảo mộc nhẹ nhàng rất là dễ uống. Picrocrosin có cái tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ ngăn ngừa các chứng bệnh về dạ dày, đầy hơi, chướng bụng, kích thích hệ tiêu hóa và thúc đẩy cơ thể hấp thụ các dưỡng chất một cách hiệu quả hơn. Hợp chất thứ tư là quercetin. Quercetin là dược chất cực kỳ tốt cho hệ tuần hoàn, có cái tác dụng giảm cholesterol trong máu, giúp phòng tránh cái sự hình thành các mảng bám vào các thành mạch gây tắc nghẽn và đột quỵ. Và hợp chất thứ năm là saponin. Saponin là cái dược chất cực kỳ quý hiếm, hoạt chất này được tìm thấy ở nhân sâm. Saponin giúp tái tạo tế bào, tăng hệ miễn dịch, làm chậm cái quá trình oxy hóa và tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe. Bên cạnh 5 cái hợp chất trên thì trong nhị hoa ngày Tây cũng chứa rất là nhiều vitamin nhóm A, nhóm B và vitamin C. Nó sẽ đem lại các cái tác dụng như là tăng cường chống lão hóa, tăng cái sự đàn hồi mềm mại cho da. Và saffron cũng chứa nhiều cái khoáng chất có lợi, có thể kể đến như là mangan. Nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh được cái lượng đường huyết, tăng cái chuyển động hóa carbohydrate và hấp thụ canxi, sắt và thanh lọc máu, rồi hình thành các tế bào hồng cầu. Hy vọng là với cái sự chia sẻ của Chi đã giúp ích được cho các bạn biết thêm về các thành phần trong cái sợi saffron là gì, và nhờ vào những cái thành phần đó mà saffron có nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe của con người. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ Chi để xem thêm những cái video tiếp theo của Chi nhé. Và bây giờ thì Chi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau.